với chương trình Chuyện Thảm Đỏ. Hôm nay là một ngày đặc biệt và chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật khách mời vô cùng đặc biệt. Cái gì mà cứ vô cùng đặc biệt, tóm lại là ai? Đó chính là một mỹ nhân không tuổi. Tôi thấy cái biệt danh mỹ nhân không tuổi được gắn cho rất là nhiều những nghệ sĩ. Tại vì ai cũng có một cái vẻ đẹp vượt qua thời gian hết. Thì bây giờ bạn tính nói ai đây? Bây giờ tôi sẽ thêm dữ kiện cho bạn nha. Đây là một người không bon chen, không scandal. Và đặc biệt là chị đã tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nói ai, bạn nói luôn đi, không biết. Đó chính là diễn viên Hiền Mai, nói vậy mà không biết. À, chị Hiền Mai là tôi biết. Cùng tên Mai sao người đẹp người xấu kỳ vậy? Nói vậy là không có đúng rồi. Chị Mai á là đẹp heo, nét đẹp dịu dàng, đập thắm đúng không? Còn tôi là nét đẹp trẻ trung, năng động và dễ thương. Nói chung chị Hiền Mai là một bông hoa khoe hương khoe sắc, còn bạn Lê Mai là một bông hoa kém sắc kém hương. Cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ diễn viên Hiền Mai các bạn nhé. Còn bạn kia tôi sẽ xử bạn. Hiền Mai sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là nhà thơ Trang Nghị và mẹ là diễn viên Hiền Trang. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngay từ nhỏ chị đã phải đi làm nhiều công việc, từ chạy bàn trong một quán ăn, phụ hồ, rồi đến công nhân trong cơ sở sản xuất tiếp đựng kem đánh răng. Ước mơ trở thành cô giáo từ ngày nhỏ, Hiền Mai luôn nỗ lực học tập và thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học năm 1992, chị tiếp tục được nhà trường cử đi học ở Nga. Sau thời gian học, Hiền Mai trở về nước tìm việc thì bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phan Hoàng với vai chính trong phim Cu Tí và Cô Giáo Mai. Bộ phim có được thành công ngoài mong đợi, cái tên Hiền Mai bỗng chốc trở nên nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến. Cũng từ đây, con đường nghệ thuật của Hiền Mai chính thức bắt đầu. Sở hữu gương mặt khả ái và dịu dàng, những vai diễn của Hiền Mai đa phần có tính cách hiền lành, thật thà, không thích bon chen, không hợp với những nơi xô bồ và đông đúc. Có lẽ chính nhờ vào những yếu tố đó cùng với diễn xuất tài tình của mình, những vai diễn của Hiền Mai luôn chạm được vào trái tim của khán giả. Ráng Chiều là một bộ phim thành công với Hiền Mai khi đem về cho chị nhiều giải thưởng cũng như sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đó cũng là cột mốc đen tối trong sự nghiệp của chị. Sự việc xảy ra vào một ngày quay cuối cùng trong bộ phim Ráng Chiều. Hiền Mai và đoàn phim đang di chuyển lên Cần Giờ để quay cảnh cuối cùng thì không may, xe của chị đã gặp tai nạn rất nặng. Với một nữ diễn viên xinh đẹp đang trên đỉnh cao sự nghiệp như chị, tai nạn xem như một dấu chấm hết cho toàn bộ những thành công đang có cũng như tương lai phía trước. Những tháng ngày đó, Hiền Mai mới thấm thía được nỗi đau của một con người. Đó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là nỗi đau về tinh thần khi nhiều người luôn sát cánh bên mình, lại quay lưng bỏ mặc trong lúc khó khăn, hoạn nạn nhất. Lập gia đình vào năm 2003 cùng luật sư Nguyễn Hoàng Minh, hiện nay Hiền Mai đã là mẹ của một cậu con trai 10 tuổi. Tự nhận mình không phải là tuýp người phụ nữ nội trợ. Hiền Mai chia sẻ, vào bếp không phải là cách duy nhất để xây dựng tổ ấm mà còn có nhiều cách khác. Trong nhà, người vợ phải luôn giữ được không khí vui vẻ. Đó mới là yếu tố để mọi người cảm thấy thoải mái và vun đắp cho tổ ấm chung. Có lẽ chính nhờ vào nền tảng gia đình hạnh phúc mà hơn 20 năm nay, từ ngày đầu bước chân vào nghề, Hiền Mai vẫn giữ được sự trẻ trung và xinh đẹp của mình theo năm tháng, xứng đáng với danh xưng mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt. Các bạn thân mến, diễn viên Hiền Mai bên cạnh những thành công trong sự nghiệp và trọn vẹn với vai trò là người phụ nữ của gia đình thì chị còn là người đứng đầu trong những hoạt động thiện nguyện. Vào năm 2005 thì chị đã đứng ra tổ chức một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện mang tên là Người Đẹp Hát và nhằm góp được 1.000 cuốn tập cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, và chương trình đó cũng đã gây được tiếng vang rất là lớn. Đến thời điểm này thì chị cũng đã tham gia rất nhiều những chương trình thiện nguyện lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại mặc dù khá bận rộn với những dự án phim, thế nhưng mà chị vẫn dành thời gian của mình để tham gia vào những chương trình từ thiện. Và được biết là chị đang ấp ủ một chương trình rất là lớn và đối tượng đó chính là những cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Và chương trình đó như thế nào và ra sao thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chị nhé. Đi tầm bao nhiêu phút nữa là đến nhà chị Hiền Mai về Hoàng Vũ? Tôi cũng không rõ nữa. Đã đi rồi thì cứ ngồi yên cho xe chạy đi. Khi nào xe đến thì biết thôi chứ cũng đâu có rành đâu.
Khu nhà chị Mai sống đẹp quá à. Có vẻ rộng rãi thoáng mát quá trời luôn. Khu nhà này thì khỏi phải chê rồi. Ý, hình như nhà chị Mai kìa, đến nơi rồi Hoàng Vũ. Từ từ, làm gì mà vội quá vậy? Chào mọi người, chào em. Chào chị Hiền Mai. Mời mọi người lên nhà chơi. Nhà chị đẹp quá. Chị Mai ở nhà có một mình hả? Ừ, chị ở nhà một mình thôi. Chồng thì đi làm, con thì đi học, nên là cũng rảnh. Em đoán chị Mai là một người phụ nữ của gia đình nè. Trời ơi, cái điều đó thì chị cũng không có dám tin đâu. Chị cũng hay đi ra ngoài lắm, ít khi nào ở nhà lắm. Chị có phải là một người làm nội trợ giỏi không? Không. Chị nội trợ không có khéo đâu. Nhưng mà được cái là biết sắp xếp trong nhà để cho mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp và dễ chịu. Đối với chị Mai á, thì gia đình có ý nghĩa như thế nào? Với chị thì chị nghĩ rằng gia đình quan trọng lắm. Với người phụ nữ á, thì có lẽ gia đình gần như là cái điều quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình. Bởi vì nói thẳng ra con mình là cái thứ tài sản vô giá nhất mà mình nhận được. Thì tại sao mình lại không chăm chút cho con mình, cho chồng mình? Thế còn chăm chút cho bản thân thì sao? Người ta thường hay nói là Hiền Mai giống như người đẹp không tuổi. Mấy lúc nào là em thấy chị cũng trẻ đẹp hết trơn. Chị có bí quyết gì không? Chị có bí quyết gì đâu. Thật ra thì chị nghĩ rằng là có lẽ cái bí quyết riêng của chị đó là tinh thần lúc nào cũng lạc quan, tươi vui thôi. Chứ còn chị cũng chẳng có bí quyết gì. Về hoạt động nghệ thuật, em thấy chị Mai ít khi xuất hiện. Không biết là trong năm 2015 á, thì chị có dự án nào không ta? Năm vừa rồi thì chị... Nói chung là mình cũng nhận được những cái lời đề nghị làm phim rất là được, nhưng mà có lẽ là toàn là phim mời ở tỉnh không à. Cho nên là chị mà đi quay tới mấy tháng trời á, chị không có lo được cho con cái, cho nên là chị cũng đành phải từ chối. Nói chung là hy vọng là trong năm mới này sẽ có những cái dự án phim để làm cho chị thật là mê, để mà mình có thể nghĩ rằng là mình có thể bỏ qua gia đình một thời gian rất ngắn để mà lo cho công việc. Em còn nghe nói là chị tham gia vào các công tác thiện nguyện nữa phải không chị? Vừa rồi thì tụi chị đã ra mắt nhóm thiện nguyện tình nghệ sĩ với đạo diễn Trần Vi Mỹ, nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà báo Kim Minh Hiển. Cùng với chị thì nhóm 5 người cũng đã tổ chức 2 cái chương trình ca nhạc khá là thành công tại phòng trà Đồng Giao. Và để mà giúp cho bạn Duy Nhân cũng như là nghệ sĩ Cải Lương Vũ Phong bị bệnh ung thư, tụi chị sẽ có dự định là tổ chức một chương trình, 2 chương trình ca nhạc lớn tại phòng trà cũng như là tại sân khấu lớn, để mà có thể là có tiền để giúp đỡ và lo cho các nghệ sĩ già, nghèo và neo đơn. Cảm ơn chị Mai về cuộc trò chuyện rất là thân tình này. Hy vọng là khán giả sẽ sớm được gặp lại chị trên màn ảnh nhỏ trong năm 2015. Xin cảm ơn em và mọi người đã đến thăm nhà của chị. Và chúc mọi người một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng, thật vui vẻ nha. Sau khi đi dạo một vòng nhà của chị Hiền Mai thì không biết là bây giờ Mai đang suy nghĩ điều gì? Mai thấy là chị Hiền Mai là một người phụ nữ tài năng. Dù là công việc khá là bận rộn nhưng mà chị vẫn dành thời gian để chăm lo và quan tâm cho gia đình nhỏ của mình. Nhân đây thì Hoàng Vũ cùng với Lê Mai xin chúc cho chị Hiền Mai sẽ có thật nhiều những vai diễn ấn tượng và khán giả sẽ khó lòng quên được một Hiền Mai đầm thắm, dịu dàng, nữ tính và tài năng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi của nhiều nghệ sĩ khác qua chuyên mục Một vòng showbiz. Sao
Sau thời gian trì hoãn vì nhiều lý do, nữ ca sĩ Minh Hằng mới đây đã phát hành MV Ngày Anh Đi. Đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ, Ngày Anh Đi là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Đỗ Hiếu với tiết tấu dồn dập bắt tai, kết hợp cùng những điệu nhảy sôi động của Minh Hằng. Bài hát này đã nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Sau thành công của vai diễn Đông Dương trong bộ phim truyền hình Vừa Đi Vừa Khóc, Minh Hằng nhanh chóng trở lại sân khấu ca nhạc với nhiều hoạt động tích cực như ra mắt album Vol 2 sau gần 6 năm kể từ album đầu tiên. Dù nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng thích hợp với vai trò diễn viên hơn là ca sĩ bởi vì giọng hát của cô vẫn còn khá mỏng, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê ca hát đến cùng. Minh Hằng cho biết MV lần này là một sự nỗ lực hết mình của cô trong việc trau dồi giọng hát và đầu tư vào bối cảnh. Nữ ca sĩ đã không ngần ngại treo mình trên không trung để có những cảnh quay đẹp để thỏa mãn sự mong chờ từ phía người hâm mộ. Chương trình Tôi Tỏa Sáng vừa qua của Thảo Trang và Quốc Thiên được diễn ra thành công tại thành phố Hồ Chí Minh khi cả hai ca sĩ đều thể hiện giọng hát xuất sắc, khả năng trình diễn lôi cuốn với 17 tiết mục được đầu tư dàn dựng đẹp mắt. Quốc Thiên đã khiến khán giả ngỡ ngàng với giọng hát nồng nàn và khắc họa thành công hình ảnh một chàng lãng tử hát tình ca, say đắm và nồng nàn với pop ballad. Đặc biệt, anh còn có sự kết hợp cùng với đàn chị Sư Black trong ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Sư Black chính là giám khảo trong cuộc thi Việt Nam Idol mà Quốc Thiên tham gia năm 2008. Ngoài ra, ca sĩ Phương Vi, quán quân đầu tiên của cuộc thi Việt Nam Idol, một người bạn thân thiết của Quốc Thiên, cũng góp giọng cùng với anh trong ca khúc Yêu Em Dài Lâu. Đối với ca sĩ Thảo Trang, bằng giọng hát khỏe khoắn, phong cách trình diễn sôi động và sự biến hóa không ngừng trên sân khấu, cô đã khiến khán giả có mặt tại sân khấu Win Hall choáng ngợp trước sự tỏa sáng của cô cùng với những ca khúc đã tạo nên tên tuổi của Thảo Trang xấu lạ bước ra từ cuộc thi Việt Nam Idol năm nào. Mặc dù giọng ca của Thảo Trang và Quốc Thiên mỗi người một phong cách, nhưng khi kết hợp lại cùng nhau thì người hâm mộ đã có một bữa tiệc âm nhạc vô cùng cuốn hút. Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia sắc đẹp, đại diện của Nam Phi đã trở thành tân hoa hậu thế giới. Roland Strauss đã tỏa sáng trong hầu hết các phần thi phụ vừa qua và lọt vào top 5 của Hoa hậu biển, Hoa hậu thể thao, Hoa hậu nhân ái. Roland Strauss sinh năm 1992 tại Nam Phi. Cô hiện đang là một sinh viên y khoa cũng như là một người mẫu nổi tiếng tại quê nhà. Cô gái 22 tuổi nổi bật ngay từ những ngày đầu bước vào cuộc thi Miss World với gương mặt cá tính và quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt xanh đầy cuốn hút. Trong phần thi ứng xử thì tân hoa hậu đã có câu trả lời thông minh khi nhận được câu hỏi tại sao bạn xứng đáng đăng quang hoa hậu thế giới. Roland đã tự tin nói rằng cô có một nội tâm đẹp hơn vẻ bề ngoài và cô tin rằng mình có thể trở thành đại diện của hoa hậu thế giới. Roland Strauss là người đẹp đến từ Nam Phi thứ hai đoạt danh hiệu hoa hậu thế giới trong lịch sử từ trước đến nay. Dirty Vibe, một sản phẩm chung của Diplo, Silo và G-Dragon cuối cùng đã lên sóng. Sau vài ngày được hai thủ lĩnh nhạc YG thay nhau nhá hàng, phiên bản MV đầy đủ của Dirty Vibe đã được SB Rochester, công ty quản lý của Scooter Run tung ra trong thời gian vừa qua. Mặc dù không phải là single của G-Dragon hay CL, Dirty Vibe vẫn đảm bảo được yếu tố giai điệu bắt tai, MV ngầu và không giống ai. Dirty Vibe có nhịp điệu gây nghiện và âm thanh bóng bẩy khác biệt, phù hợp với phong cách rap của cả nhà G-Dragon lẫn CL. Trong khi đó, phần hình ảnh thu hút chú ý với sự xuất hiện đầy cá tính của bộ đôi đến từ YG Entertainment. Đây có thể coi như một món quà bất ngờ dành cho fan của cặp Big Bang lẫn 2NE1. Đây là lần thứ hai DJ Skrillex làm việc cùng thủ lĩnh G-Dragon của Big Bang. Trước đây, nghệ sĩ nhạc điện tử này đã từng góp sức trong quá trình sản xuất Cup Detach, ca khúc nằm trong album solo cùng tên của G-Dragon. Các bạn thân mến, chúng ta vừa điểm tin những hoạt động giải trí trong một tuần vừa qua thông qua chuyên mục Một Vòng Showbiz, và đồng thời thì cũng đã được đến thăm nhà của chị Hiền Mai để hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về gia đình, về sự nghiệp của chị. Và chắc chắn là sau một tuần nữa gặp lại nhau, chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho các bạn những thông tin nóng hổi hơn nữa và cùng gặp gỡ những vị khách mời vô cùng đáng yêu của chúng ta. Chắc chắn là như vậy rồi, đó là nhiệm vụ của Hoàng Vũ và Lê Mai mà. Còn bây giờ thì chúng tôi phải gửi một lời chào tạm biệt cũng như một lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Thảm Đỏ. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.